Thưa quý vị, tại hội thảo về công tác quản lý, vận hành sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng tổ chức sáng ngày 7 tháng 3 tại Hà Nội, hiện có 108 dự án đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chất lượng công trình, diện tích sở hữu chung riêng, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, kinh phí quản lý, vận hành, tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu cũng như tranh chấp trong quá trình quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư. Nguyên nhân được cho là chưa có quy định và chế tài xử phạt rõ ràng nên nhiều chủ đầu tư còn chây ì trong công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Phóng viên Invest TV đã ghi nhận ý kiến từ một số ban quản trị nhà chung cư. Mời quý vị cùng theo dõi. Chung cư Phúc Yên 2 tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần địa ốc Phúc Yên làm chủ đầu tư. Dù đã đưa vào sử dụng gần 4 năm, ban quản trị được thành lập hơn 1 năm, nhưng theo phản ánh của người dân, chủ đầu tư chưa hoàn thiện nhiều hạng mục xây dựng của tòa nhà. Chủ đầu tư hiện tại vẫn tồn đọng các công việc sau, ví dụ như chiếm dụng không trả phí bảo trì về cho cư dân, và hai là yêu cầu của cư dân và quản trị là thanh toán tiền lắp đặt hệ thống phát điện, máy phát điện; ba là yêu cầu của cư dân và ban quản trị là thanh toán nguyên hệ thống máy giữ trong xe quá trình đã sử dụng sau 5 năm; thứ tư là tranh chấp diện tích hầm để xe với cư dân trong khi sở xây dựng đã hướng dẫn các quy định pháp luật để thực hiện; thứ năm là chưa bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý của công trình; thứ sáu là không bàn giao đầy đủ thông tin cư dân, không bố trí văn phòng làm việc cho ban quản lý, ban quản trị nên đã phải sử dụng một phần sảnh của chung cư để làm văn phòng ban quản lý. Các nội dung hạng mục của chủ đầu tư cố tình không thực hiện có thể ảnh hưởng đến an toàn của toàn thể cư dân sống tại chung cư. Tại một tòa chung cư khác, chung cư 229 Phố Vọng, Hà Nội, do công ty cổ phần đầu tư xây lắp và phát triển nhà và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư thương mại và du lịch Sao Mai làm chủ đầu tư, cư dân tại đây cũng rất bức xúc trước những vấn đề tranh chấp với chủ đầu tư. Theo trưởng ban quản trị, chủ đầu tư đã quản lý, vận hành tòa nhà một cách tùy tiện, không theo đúng các văn bản pháp quy liên quan đến thiết kế, xây dựng và hoàn công tòa nhà. Là chủ đầu tư vi phạm về công tác bàn giao, vì thời gian ở đây hiện nay như vậy là ở hơn 2 năm nhưng chưa bàn giao xong, và các quy định của công ty phân hai là chậm nhất là 20 ngày, không tổ chức đấu thầu quản lý vận hành nhà chung cư, đặc biệt là khu thương mại của tập thể nhà ăn của tầng 2 cho doanh nghiệp từ 3 thuê tại những quy định của thành phố. Đại này nếu không phải tập thể thì là được cho thuê đây là vi phạm pháp luật. Đó hiện nay đã hơn 2 năm chủ đầu tư không chứng minh được, không có hồ sơ để chứng minh là tập thể là của mình, vậy thì không phải của chủ đầu tư, không công khai lời nhuận thu được từ việc tổ chức cho thuê diện tích tập thể căn hộ, không thực hiện việc bảo kê nhà chung cư dẫn đến chung cư bị xuống cấp nghiêm trọng, cư dân phải bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để sửa chữa thang máy, làm lại sàn, cân tập thể và một số thứ vật khác. Bên cạnh đó, ban quản trị chung cư C14 Bắc Hà tại Hà Nội cũng đưa ra nhiều vi phạm của chủ đầu tư là công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bắc Hà. Chúng tôi không nhận được các hồ sơ dẫn hàng, đặc biệt trong cái hệ thống phòng cháy chữa cháy. Hệ thống phòng cháy chữa cháy là chúng tôi phải sửa lại toàn bộ, không mấy chục triệu, bỏ hết tiền của cư dân đã chữa mà không chữa thì phòng cháy chữa cháy người ta có ý kiến và người đầu tiên bị bại là trưởng ban quản trị. Thế thì chúng tôi buộc là phải làm, cho nên là trước pháp luật chúng tôi chịu trách nhiệm rất là nặng nề, thế nhưng mà lại không quy định rõ ràng với chủ đầu tư. Điều thứ hai là chủ đầu tư kêu đến 2 tỷ đồng thì liệt kê ra những cái mục đích kia mà không có chứng từ gì cả, thế là chúng tôi giải trình trước cư dân như thế nào. Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng, nguyên nhân chủ yếu của những bức xúc, tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân là do một số quy định về diện tích chung riêng, cách tính diện tích căn hộ trong các văn bản pháp luật chưa rõ ràng, quy định các chế tài xử phạt các hành vi vi phạm chưa phù hợp, chưa đầy đủ, chưa đủ mạnh với yêu cầu quản lý và tình hình thực tế. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa đủ năng lực thực hiện dự án, chỉ chú trọng đến thu lợi nhuận từ việc bán căn hộ mà chưa quan tâm thích đáng đến nghĩa vụ sau bán hàng của mình, không công khai đầy đủ các thông tin về dự án và những thay đổi của dự án trong quá trình thực hiện đầu tư theo quy định. Ngoài ra, vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương một số nơi chưa thực hiện tốt, chưa thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật để các chủ thể liên quan hiểu và áp dụng luật pháp thống nhất.
Tại hội thảo về công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, đại diện Sở Xây dựng địa phương, chủ đầu tư, doanh nghiệp quản lý vận hành chung cư, ban quản trị chung cư và đại diện các hội, hiệp hội đã có những chia sẻ về những bất cập, hạn chế và giải pháp trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư với hy vọng sẽ có những thay đổi trong công tác vận hành, quản lý nhà chung cư hiện nay. Thưa quý vị, trên đây là những ý kiến phóng viên Invest TV đã ghi nhận từ phía ban quản trị các nhà chung cư. Về công tác quản lý vận hành nhà chung cư, chúng tôi đã ghi nhận thêm ý kiến từ các chủ đầu tư, ban quản lý nhà chung cư và các chuyên gia bất động sản. Mời quý vị chú ý theo dõi trong những phóng sự sau.